Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình huyện Nghi Xuân. Chương trình hôm nay có những nội dung chính. Đồng chí Võ Kim Cự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Thành và làm việc với lãnh đạo huyện Nghi Xuân. Huyện Nghi Xuân tổ chức lễ phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2014. Trung tâm xúc tiến đầu tư và cung ứng nhân lực thuộc khu kinh tế Vũng Áng làm việc tại Nghi Xuân về tuyển dụng lao động. Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh tổ chức lễ đón xá lợi Phật và an vị Phật. Sáng ngày 6 tháng 4 vừa qua, đồng chí Võ Kim Cự, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Thành và làm việc với lãnh đạo huyện Nghi Xuân. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đình Sơn và đồng chí Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác của tỉnh tại huyện Nghi Xuân, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh. Về phía lãnh đạo huyện Nghi Xuân có đồng chí Hà Văn Châu, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đặng Văn Tính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Hải Nam và đồng chí Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo các ban ngành, các tổ chức đoàn thể, các xã thị trấn. Sau 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay Xuân Thành đã đạt 8 trên 19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt bao gồm giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường và hệ thống chính trị xã hội. Phát huy các ưu thế phát triển sản xuất, thời gian qua xã Xuân Thành đã ban hành quyết định xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương theo hướng sản xuất liên kết liên doanh gắn với đầu ra sản phẩm. Ưu tiên phát triển các mô hình nhỏ gắn với kinh tế hộ gia đình. Đến thời điểm này, Xuân Thành đã xây dựng được 77 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, có doanh thu từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng một năm. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 23,5 triệu đồng. Năm 2013, Xuân Thành đã huy động hơn 8,7 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Tổng nguồn vốn vay theo chính sách hỗ trợ lãi suất của tỉnh hơn 8 tỷ đồng và đã hỗ trợ lãi suất cho người vay hơn 266 triệu đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới còn bộc lộ một số khó khăn. Tư duy phát triển sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường của người dân còn nhiều hạn chế, nên sức lan tỏa của các mô hình, điển hình còn thấp. Sản xuất chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, tự phát. Công tác xây dựng gia đình văn hóa, làng xã văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới chưa có sự chuyển biến rõ nét. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân chưa đáp ứng được yêu cầu. An ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, các tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng. Sau khi đi thị sát kiểm tra mô hình chăn nuôi lợn tập trung 600 con của ông Nguyễn Văn Thắng ở thôn Thanh Văn và mô hình chăn nuôi kết hợp với kinh doanh dịch vụ của ông Nguyễn Văn Hùng ở thôn Thành Tiến, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Kim Cự và đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với cán bộ cốt cán của huyện Nghi Xuân và xã Xuân Thành về thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng kết quả xây dựng nông thôn mới ở Nghi Xuân còn thấp, chưa phản ánh đúng tiềm năng thế mạnh của địa phương. Bên cạnh đó, công tác tổ chức chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các địa phương trong thời gian qua chưa quyết liệt, thiếu sâu sát ở cơ sở. Vấn đề ô nhiễm môi trường còn khá nặng nề nhưng chưa được giải quyết. An ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Do đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu các cấp chính quyền ở huyện Nghi Xuân trong thời gian tới phải thực sự coi xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và lâu dài. Đồng thời muốn xây dựng thành công nông thôn mới, trước tiên phải có cách nhìn mới, tư duy mới, hành động mới và không những đối với lãnh đạo các cấp mà phải hành động của toàn dân. Cùng đó, các cấp ủy chính quyền cần huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thường xuyên coi trọng công tác xây dựng đảng, quan tâm bồi dưỡng, củng cố đội ngũ cán bộ, tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chủ trương chính sách xây dựng nông thôn mới, xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện một cách có căn cơ cụ thể nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế phát triển của huyện Nghi Xuân. Huyện Nghi Xuân đã tổ chức lễ phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2014. Đến dự lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Thiều, Phó Chủ tịch các hội liên hiệp khoa học kỹ thuật Hà Tĩnh và đồng chí Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2013, Nghi Xuân có trên 200 đề tài, giải pháp của các tác giả đăng ký dự thi. Ban tổ chức đã lựa chọn được 6 giải pháp xuất sắc, có tính ứng dụng cao, tham dự cuộc thi cấp tỉnh lần thứ tư. Bao gồm giải pháp phần mềm tin học hỗ trợ học tập bộ môn lịch sử và địa lý địa phương của trường tiểu học Xuân Thành, giải pháp mô hình nhà tránh lũ của trường tiểu học Xuân Hải,
giải pháp mô hình cuộc sống của người dân miền núi với thiên nhiên của trường tiểu học Xuân An, giải pháp bảng chống bụi của trường trung học cơ sở Phổ Hải, giải pháp phần mềm tin học hỗ trợ học tập môn toán, cấu tạo mô hình chuyển động trên máy tính của trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, giải pháp dung dịch thảo mộc phòng trừ sâu bệnh của trường trung học cơ sở Xuân An. Kết quả giải pháp mô hình cuộc sống của người dân miền núi với thiên nhiên của nhóm tác giả gồm các em học sinh Hoàng Thanh Trà, Hà Vi Anna, Trần Huy Thành thuộc trường tiểu học Xuân An đạt giải nhì toàn tỉnh và đạt giải nhì toàn quốc. Và cũng các em Trần Huy Thành, Hoàng Thanh Trà và cô giáo Phan Thị Quỳnh Trang trường tiểu học Xuân An đã mang về cho Tổ quốc, cho tỉnh và huyện nhà huy chương vàng quốc tế tại cuộc thi triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ năm 2013 tại Malaysia. Giải pháp phần mềm tin học hỗ trợ học tập bộ môn lịch sử và địa lý địa phương của nhóm tác giả gồm các em học sinh Đậu Phương Huyền, Lê Tú Tâm, Phan Thị Linh, trường tiểu học Xuân Thành đạt giải ba toàn tỉnh. Tại lễ phát động, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2013, gồm trường tiểu học Xuân An, trường tiểu học Xuân Thành, trường tiểu học Xuân Hải, trường trung học cơ sở Phổ Hải, trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, trường trung học cơ sở Xuân An. Và các cá nhân, bà Phan Thị Quỳnh Trang, hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Viên, bà Phan Thị Thanh Giang, hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Thành, em Hoàng Thanh Trà, em Hà Vi Anna và Trần Huy Thành, học sinh trường tiểu học Xuân An, em Đậu Phương Huyền, Lê Tú Tâm, Phan Thị Linh, học sinh trường tiểu học Xuân Thành. Trung tâm xúc tiến đầu tư và cung ứng nhân lực thuộc Ban dự án khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vừa có chương trình làm việc tại Nghi Xuân về công tác tuyển dụng lao động, đào tạo nghề và việc làm. Cùng chủ trì buổi làm việc về phía lãnh đạo huyện Nghi Xuân có đồng chí Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Theo đánh giá sơ bộ của Trung tâm xúc tiến đầu tư và cung ứng nhân lực khu kinh tế Vũng Áng, thì hiện nay nhu cầu tuyển dụng lao động có kỹ năng ngoại ngữ, kỹ thuật tay nghề cao và kỷ luật lao động vào làm việc tại các dự án của nước ngoài ở khu kinh tế là rất cao. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh, số lao động được vào làm việc tại khu kinh tế Vũng Áng đang chiếm tỷ lệ thấp. Riêng huyện Nghi Xuân mới chỉ có 59 người. Để thực hiện tốt kế hoạch số 41 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về lao động và việc làm, Trung tâm xúc tiến đầu tư và cung ứng nhân lực khu kinh tế Vũng Áng đã có chương trình phối hợp cùng các địa phương trong toàn tỉnh đẩy mạnh việc tăng cường phổ biến các chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Thông tin kịp thời cho người dân biết về công tác tuyển dụng của các doanh nghiệp cũng như các thông tin về tuyển sinh đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp tại các khu kinh tế của tỉnh. Trước mắt, Trung tâm phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện, trực tiếp là Phòng Lao động Thương binh Xã hội, tổ chức các buổi tư vấn, cung cấp thông tin cụ thể về việc làm tại các trường học trên địa bàn, đồng thời thực hiện các bước tiếp nhận hồ sơ, ký kết đào tạo nghề với các trung tâm hướng nghiệp, tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn mà khu dự án Cảng Vũng Áng đang có nhu cầu cần tuyển dụng. Chiều ngày 5 tháng 4, tại Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh, Hội Phật giáo Việt Nam đã phối hợp với Hội Phật giáo Hòa Tĩnh, Ban trị sự huyện Nghi Xuân và trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh, tổ chức lễ đón xá lợi Phật và an vị Phật, đón ba cây bồ đề được chiết từ gốc bồ đề nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu thành đạo. Đến dự lễ có đại diện Hội Phật giáo Việt Nam, các vị Bạch Chư Tôn, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Phật tử trong và ngoài tỉnh. Về phía lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Thiện, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lãnh đạo huyện Nghi Xuân có đồng chí Hà Văn Châu, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Đồng chí Đặng Văn Tính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Đồng chí Nguyễn Hải Nam, đồng chí Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và lãnh đạo các xã thị trấn. Tại buổi lễ thay mặt các tăng ni Phật tử, lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã thành tâm kính dâng hai xá lợi Phật và ba cây bồ đề lên Đức Phật. Trước đó nhận lời mời của Hội Phật giáo Việt Nam, đồng chí Đặng Văn Tính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và đồng chí Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Thành Đạt, đơn vị phát tâm công đức xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh, đã hành hương về đất Phật tại Ấn Độ và Nepal. Tại đây, đoàn đã vinh dự đón nhận phần quà vô cùng quý báu. Xá lợi Phật và ba cây bồ đề đạo tràng được Ngài Mano trụ trì Pháp Đại Giác, bồ đề đạo tràng nơi Đức Phật thành tổ tu thành đạo, tặng cho Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh. Xá lợi Phật rất là quý hiếm, cho nên nơi nào có xá lợi Phật là nơi đó có Phật hiện tiền và tạo được cái phúc đức là lành cho nhân dân, Phật tử và chính quyền địa phương, cho nên tất cả mọi người đều được cái lợi ích rất là lớn. Đó là một điều mà hy hữu ở đây có được. Ở đây chúng ta được cung thỉnh được mấy cây bồ đề mà từ tại nơi cái cội gốc cây bồ đề mà mấy ngàn năm lịch sử có được. Cho nên cái phước đức rất là lớn. Cho nên nuôi ngôi chùa mà nơi nào có trồng được cây bồ đề
ở bên Sri Lanka, tức là bên Tích Lan, quý cây bồ đề là một cái biểu tượng của quốc gia, một quý như là một cái mà báu vật của quốc gia. Cây bồ đề hơn 2.000 năm còn ở tại Tích Lan, cũng vậy cây bồ đề tại nơi bồ đề đạo tràng, nơi Đức Phật thành đạo đó, cũng là một cái nơi hết sức là thiêng liêng cao cả. Do vậy mà ở đây mình được cung đốn về trồng cây bồ đề, ai đến đảnh lễ chiêm bái cái cây bồ đề, nhớ đến hướng về cây bồ đề, tức là hướng về cái sự giác ngộ giải thoát, luôn luôn phát huy được cái đức hạnh từ bi hỷ xả và cái giữ được cái tâm vô ngã vị tha. Đó chính là giá trị của cây bồ đề ở đây mình được rước về. Mấy thầy rất là vui mừng và tán thán chính quyền địa phương ở đây, nhân dân ở đây, cũng như ngôi chùa ngôi thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh. Và chắc chắn cái phúc lành này, ngôi thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh sớm được hình thành để cho mọi người về để nương tựa tu tập và phát triển đạo đức, bớt đi những cái dở và phát triển được những hạnh lành. Sau khi đón xá lợi Phật và cây bồ đề, các vị bạch chư tôn, thượng tọa đại đức tăng ni Phật tử đã tổ chức lễ tụng kinh cầu Phật, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân được ấm no hạnh phúc. Thay mặt lãnh đạo huyện Nghi Xuân phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Văn Tính, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã cảm ơn sự quan tâm của Hội Phật giáo Việt Nam, ngài Mano trụ trì tháp Đại Giác, Bồ Đề đạo tràng nơi Đức Phật tổ tu thành đạo. Hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh và các vị bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni Phật tử đối với Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh thời gian qua. Đồng chí cũng kêu gọi lòng hảo tâm của các ngành các cấp và bà con Phật tử trong và ngoài nước quan tâm ủng hộ, quyên góp đầu tư kinh phí xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh trở thành một địa chỉ du lịch tâm linh hấp dẫn. Cũng nhân dịp này, Hội Phật giáo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện Nghi Xuân và xã Xuân Viên đã tặng hoa chúc mừng thầy Đại đức Thích Trung Huệ, sư trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh. Họ Trần Việt Nam phối hợp với Hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ đúc Đại Hồng Trung và động thổ xây dựng nhà thờ Trần Triều miền Trung tại làng Kiều, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đến dự lễ có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Trần Công Trường, Giám đốc Công an tỉnh. Về phía lãnh đạo huyện Nghi Xuân có ông Hà Văn Châu, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Đặng Văn Tính, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Đại diện Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo xã Xuân Phổ và đông đảo bà con Phật tử trong và ngoài tỉnh. Tại buổi lễ, ông Trần Văn Sen, anh hùng lao động, Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Trần Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hương Sen tỉnh Thái Bình, đã đọc diễn văn nói lên ý nghĩa của việc đầu tư xây dựng công trình nhà thờ Trần Triều tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam, nhằm ghi nhớ công ơn của các vị vua thời nhà Trần đã có công xây dựng đất nước và ba lần chiến thắng quân Nguyên xâm lược: Trần Thủ Độ, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Trần Thái Tông. Công trình do ông Trần Quang Luận, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thanh Thành Đạt và vợ là bà Cao Thị Thanh phát tâm công đức đầu tư xây dựng công trình. Công trình đầu tư xây dựng trên 2.000 m2 đất tại làng Kiều, xã Xuân Phổ, gồm một nhà thờ xây dựng bằng gỗ lim cao 10m, chiều rộng 15m, chiều dài 25m, diện tích 450m2, có cổng tam quan, vườn hoa cây cảnh, có công trình Đại Hồng Trung cao 2m, chiều rộng 1,3m, nặng 1,5 tấn. Công trình do các nghệ nhân đến từ tỉnh Nam Định đảm nhiệm. Dự kiến khoảng 50 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Văn Tính, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã cảm ơn các vị chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni Phật tử và công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Thành Đạt, đơn vị phát tâm công đức đầu tư xây dựng nhiều công trình văn hóa tâm linh trên địa bàn. Trong đó, công trình xây dựng nhà thờ Tam Bảo, nhà thờ họ và các vị vua nhà Trần có công xây dựng và bảo vệ đất nước là một công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nhân dịp này, Hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Họ Trần Việt Nam và lãnh đạo chính quyền các cấp đã chứng kiến lễ động thổ xây dựng nhà Tam Bảo và đúc Đại Hồng Trung. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Cương Gián tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng cho gia đình ông Nguyễn Phi Anh, sinh năm 1947, ở thôn Đại Đồng, là cựu quân nhân thuộc đoàn tàu không số tham gia đường mòn Hồ Chí Minh trên biển. Đến dự lễ khởi công có đồng chí Kiều Đình Hòa, giám đốc chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Trần Duy Xin, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, ông Nguyễn Đình Xin, trưởng ban liên lạc đoàn tàu không số Nghệ Tĩnh. Ông Nguyễn Phi Anh năm nay đã 67 tuổi, cùng gia đình đang phải sống trong một căn nhà cấp 4 đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Các con đều đã lớn nhưng chưa có công ăn việc làm.
Trước hoàn cảnh gia đình ông, Ủy ban Nhân dân xã Cương Gián và Ban liên lạc Đoàn tàu không số tỉnh Hà Tĩnh đã có đề xuất lên Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan chức năng quan tâm giúp đỡ giải quyết nguồn kinh phí xây dựng nhà cho ông. Dự kiến tổng kinh phí để xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình ông Anh trên 190 triệu đồng với diện tích gần 43 m². Hưởng ứng lời kêu gọi từ Ban liên lạc của Đoàn tàu không số và đề xuất của Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh là đơn vị đã trích nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng để gia đình ông Anh xây dựng nhà mới. Quỹ vì người nghèo của huyện và xã Cương Gián hỗ trợ 10 triệu đồng. Ngân hàng Người nghèo giải quyết vốn cho vay 30 triệu đồng. Số tiền còn lại vay mượn anh em họ hàng. Đây là món quà đầy ý nghĩa làm ấm lòng người cựu quân nhân đã tham gia vào đoàn tàu không số đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử trên biển trong những năm đầy hy sinh gian khổ của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Xuân Mỹ được huyện chọn chỉ đạo phấn đấu về đích vào năm 2014. Hiện nay phong trào phát quang hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn đang được nhân dân ở đây hưởng ứng nhiệt tình và ra quân rầm rộ. Trong đợt này, xã Xuân Mỹ tổ chức ra quân phát quang giải phóng mặt bằng, hiến đất mở rộng các tuyến đường giao thông tại hai thôn Thịnh Mỹ và Phúc Mỹ. Trong quá trình xây dựng đường giao thông, do hiện trạng đường cũ đều nhỏ hẹp, trong khi đó kinh phí hỗ trợ của nhà nước lại không nhiều, nên để có đường to, rộng rãi, đúng tiêu chuẩn quy định xây dựng nông thôn mới, phải có sự tự nguyện đóng góp hiến đất, tháo dỡ các công trình của người dân hai bên đường. Để phong trào đạt hiệu quả cao, Xuân Mỹ đã làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy tốt quy chế dân chủ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức hội đoàn thể đã phát huy tốt vai trò của mình, vận động các đoàn viên hội viên và người dân nhận thức rõ về lợi ích xây dựng hạ tầng, đặc biệt là các công trình giao thông. Từ đó, tự nguyện tham gia đóng góp. Nhờ vậy, trong 2 ngày đầu ra quân tại hai thôn Thịnh Mỹ và Phúc Mỹ, bà con đã tự nguyện hiến gần 2.000 m² đất, phá bỏ gần 100 km bờ rào và trên 1.000 cây cối các loại. Nhân dân đóng góp trên 1.500 ngày công, giải phóng mặt bằng 25 km đường giao thông nông thôn, gồm các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, liên xã, liên thôn. Xã Tiên Điền vừa tổ chức hội thi cán bộ chi hội phụ nữ giỏi và hát ru hát dân ca năm 2014. Tham gia hội thi có 7 đội tuyển với 40 thành viên đến từ các cơ sở hội trên địa bàn. Mỗi đội tham gia hội thi phải trải qua 3 phần thi, gồm phần thi chào hỏi, phần thi tìm hiểu kiến thức và xử lý tình huống, với nội dung tìm hiểu về chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác vận động quần chúng và phụ nữ nói riêng, tìm hiểu về 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội, các chủ trương định hướng nhiệm vụ của tỉnh, của huyện về phát triển kinh tế xã hội năm 2014, và phần thi tài năng được thể hiện bằng làn điệu hát ru hoặc hát dân ca, với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, xây dựng nông thôn mới, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, v.v. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là cơ hội để cán bộ hội viên phụ nữ giao lưu học hỏi kinh nghiệm, bồi dưỡng nhận thức, rèn luyện kỹ năng, trau dồi nghiệp vụ, để tự dân khẳng định mình trong cuộc sống và trong hoạt động công tác hội tại cơ sở. Kết quả giải nhất thuộc về đội Minh Quang, giải nhì đội Thanh Lương và giải ba đội Hồng Lam. Chương trình truyền hình của Đài Nghi Xuân hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.